cây nằm được không? Dưới cây, dưới cây. Đấy, đây nó bé nhỏ thế. Rồi, bây giờ bạn này muốn nằm ngồi dưới, ngồi trên. Nằm dưới. Dưới đi, cho nhìn nằm dưới đi, ta nằm chơi nha. Rồi. Cứ không lo ngồi nghe. Thay lượt đây trước mà. Thì đúng rồi. Tức là tối sáng tối nay thì đi sáng mai thì em cứ ngồi với em thay ba đứa thằng nhìn như cái đứa là nhắm mắt rồi. Không em nên ngồi dưới chứ em nơi này cũng được. Sướng nhỉ? Sướng. Mình nói với đại. Làm gì nhẹ. Yên tâm, em yên tâm, em yên tâm. Mai dậy thấy mặt em cứ hàn vòm. Có ghê luôn. Lên từ đấy rồi nó quay đấy. Quỷ ơi là quỷ. Sao quay em chưa nói em? Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, chương trình du lịch quốc tế leo núi cắm cờ thăng long Hà Nội 1.000 năm tuổi trên đỉnh Phan Xipang là một trong các sự kiện lớn kỷ niệm đại lễ 1.000 năm thăng long Hà Nội. Đây cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chương trình du lịch về cội nguồn của ba tỉnh Lào Cai. Thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai, phó trưởng ban tổ chức chương trình sẽ có đôi lời nhắn gửi tới đoàn leo núi. Xin trân trọng kính mời ông. Tập danh như này hai ca đầu giờ này tới trường cho ba người để áp tải ba khách của em sau này phải quay lại ạ. Vâng ạ.
Bất cứ ai có chuyện đúng. Còn 600 mét nữa, 600 mét đường dài. Hoàng ơi, cố lên. Tới đích rồi, tới đích rồi. Tới đích rồi. Cố lên. Chúc mừng. Xin chào, xin chào. Ôi, thả lưng, thả lưng. Không thấy cái con đường mình đâu à? Không, hình như ở trong một cái túi xanh nào. Vừa đấy sờ đến sao, sờ thấy sao? Làm báo. Anh chở có đi không? Wow. Thế anh nhìn vào cái sàn hả? Ở cái tên mà. Em đây rồi. Ba tổ chức lên muộn quá, ăn hết rồi. 13 tổ chức rồi. Về lại Sapa luôn. Cán bộ bảo là tôi về ăn hết rồi. Về Sapa rồi. Kiểu nó phải thế mà. Hai lượt rồi, hai lượt rồi. Sao cứ đèn phá tập hơn thế này? Không phải thèm phải rượu đâu, máy nó thèm rượu đấy. Em chấm một cái chắc của chắc chắn nó sợ hả? Chắc của chắc chắn nó sợ. Có Ngọc đi sao à? Đâu Ngọc đâu? Có Ngọc đi sao kìa? Hay quá Ngọc ơi, hay quá. Em đưa em cái đi. Tuyệt vời. Đón từ sớm. Đón từ sớm ở đây. Anh đợi tụi em. Thì cũng tôi thôi. Có cái chế độ này có bấm cái là nó sáng chừng đó mà nó không có đèn như nó sáng rất là sáng.
tượng quen mà. Mất cỡ gì đâu. Trời ơi. Nhưng mà điều anh Cường ơi, em cũng là một người được may mắn hơn nhiều anh em ở ngoài Bắc. Em mà cũng là ứng viên 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 đi xuyên Việt nhiều. Ở chỗ nào em cũng để giới thiệu mình được. Thậm chí đô Đà Lạt á, đô Đà Lạt thì em có thể giới thiệu mình được. Ở ngày nhưng mà vẫn ở trước không cho ở. Vâng, ở chim cho ở lại. Dành đến tình như vậy. Anh có phải là đua không? Đi chặt nào cũng thỏ không? Một người chinh phục hai lần Phan Xipang trong một chuyến. Tiếp tục lên nhau ơi, đừng ngồi lâu quá nè. Càng lên càng đẹp. Dân á nó cho mượn cái son á. Ông ơi. Cái kéo ra giùm với anh. Ủa chứ em không vô ra thôi. À nó sập tạch lắm. Không dán thì đẹp á, trời kia chơi với thời gian được gan. Dán thì cái bông anh đầu thôi. Dán không? Giờ dán không? Không dán rồi không? Tao mệt mày lắm rồi nha, tao thả đi. Đứng rồi, xuống à? Không, không. Ôi trời, còn cắm lại cái kia. Cười lắm, cắm rồi tiến xong em luôn. Trời em ơi, bữa cơm cơ đây kìa nha. Lên cái đường khó rồi đó. Thấy không? Thở ra cái nè đó. Thấy. Cái lưng nó lên kìa. Quá trời khói. Ô, bốc nguồn nước trên đầu luôn kìa bạn ơi. Qua đây mới thấy rõ nè Lân ơi. Em thấy à. Với cái mùi này. Bây giờ này, anh thấy như nào bạn ơi. Mình sắp chấm trước đi nhưng mà mình ăn nhẹ. Khỏe nha, cái đội ăn nhẹ xong rồi bắt đầu mình đi tấm dao. Dạ đúng rồi. Mất xe nhừ ra hết bắt đầu mình đi ăn mạnh. Vô. Chỉ có hàng tây nữa thôi chứ có hàng nào đâu. Đâu phải chờ. Nó bắt lưỡi.